Quốc. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong cái bài giảng này rồi. Tiếp theo mình sẽ trình bày cho các bạn thêm một vài bài tập về vòng tròn lời giao tiếp để củng cố thêm cho các bạn phần kiến thức ha. Rồi, mình bắt đầu với bài số 237. Nói gì? Một con đất lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ 5. Biết trong một chu kỳ khoảng thời gian nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm thì nền phương là T/3, lấy biểu hình bằng 10, hỏi tần số bao nhiêu? Biên độ 5 mà gia tốc lại không vượt quá 100 đó. Rồi mình hơi vẽ cái vòng tròn thế à? Không. Hồi xưa những cái bài giảng cũ mình đã hướng dẫn cho các bạn biểu diễn cái gia tốc lên đường lần giác. Hôm nay mình hướng dẫn lại. Vì là thằng gia tốc nó ngược pha với thằng ly độ nên là mình sẽ biểu diễn thằng gia tốc nó ngược lại. Đây là trừ a max. Gia tốc cực đại và đây là a max, gia tốc cực đại. Nó ngược pha với ly độ nên biểu diễn mình ngược lại. Được chưa? Rồi, mình giả bộ ở đây đi. Giả bộ ở đây 100 pi. Đây giả bộ 100 pi đi. Được không? 100 pi. Đấy, 100. Đây trừ 100. Được chưa? Trừ 100. Nó nói là độ lớn gia tốc lại không vượt quá 100. Rồi hai cái vị trí này mình kẻ lên cho nó xem như thế nào. Mình xác định vị trí nào là mình phải biểu diễn cái vị trí nó lên cái đường tròn bằng cách là để vuông góc và bao nhiêu đấy. Rồi à, mình lấy nửa trên mình xem nhé. Trong một chu kỳ cái thời khoảng thời gian mà cái gia tốc nó nhỏ hơn 100 là T/3, vậy tính trong một chu kỳ. Mình để cho đơn giản mình tính nửa trên trước đi, đúng không? Rồi bạn nhìn này, ở đây đi, bắt đầu một quay đến đây, còn cái gia tốc bắt đầu đến đây nó đang từ đây đến đây đang giảm đúng không? Giảm. Và đến đây là 100. Nó chạy té đến đây là nó đang nhỏ hơn 100, đúng chưa? Nó bắt đầu lại nhỏ hơn 100. Đến đây lại lớn hơn 100, đúng không? Vậy cái đề bài nó cho là nhỏ hơn 100, vậy có phải là cái miếng này không? Đúng chưa? Nhỏ hơn 100, đúng chưa nào? Cái này nhỏ hơn 100. Tương tự như vậy, phía dưới cũng nhỏ hơn 100, tại vì nó đối xứng mà. Đấy, nhỏ hơn 100. Mà đề bài nó cho là hai cái miếng này tổng thời gian đó là t chia 3. Hai cái này t/3 là vậy, một cái là mấy? Có phải là t chia, cái này chia cho 2 đi không, phải bằng là t chia 6 không? Đúng chưa? Đúng không? Mà mình biết là thời gian góc nó bảo là omega nhân t. Từ đây mình suy ra được là t sẽ bằng là, từ đây mình suy ra được rồi, mình tính góc luôn, mình tính cái góc mà ứng với thời gian t/6 một nửa này nè. Tức là một nửa cái này là t/6 nhé. Ừ, tính góc trên thôi, được chưa? Đấy, omega nó bằng 2 pi chia t, đúng không? Và t này, cái thời gian này là t/6, ứng với cái góc gì vậy? t/6 cũng vậy, cái này nó bằng pi chia trên 3. Và nhìn ra mình biết cái này pi chia trên 3, đúng không? Pi trên 3. Vậy, mình biết góc này pi trên 3. Pi trên 3, và góc này pi trên mấy? Pi trên 6, góc nhỏ bên 6, góc nhỏ bên 6 thì góc này pi trên 3, đúng không? Mà pi trên 3 thì ngay đây là a max chia 2, đúng chưa? Đây là cái 100 này, đó, đúng không? Mình không biết là sao là a max chia 2 mới ấn vậy này. Cái cần tìm một đoạn cạnh huyền, đúng không? Tam giác này, thế này, được chưa? Cạnh huyền là a max, mà mình lấy cos pi chia pi trên 3 nó bằng là 1/2. Cos pi 3 là góc này, cos pi bằng 1/2, 1/2 nó bằng kề là 100 chia cho mình là a max. Cho nên mình suy ra a max nó bằng 200 cm trên giây bình phương. A max bằng 200, đúng chưa? Rồi mà a max là bằng gì? Bằng omega bình nhân trên a. Đấy, nó buồn nhé. Từ đây mình suy ra được ngay omega bình phương sẽ bằng là a max chia cho a
bằng 200 chia 5 bằng 40. Nên mình suy ra omega nó bằng là 2 căn 10. Mình thấy luôn t nó bằng 2 pi chia omega. Sao mà phải sợ, đúng không? 2 pi chia omega bằng nhiêu đó, được chưa? Mà đề bài nó hỏi tần số, lấy 1 chia cho t thì ra được tần số cần tìm. Đúng không các bạn? Dễ không? Phải dễ à. Đó, đây là cách giải cái bài này. Hy vọng là bạn có thể là hiểu được cái vòng tròn và dạy những bài toán khác một cách linh hoạt. Chào các bạn, hẹn gặp lại.